Các bạn đã thấy thuyền đẩy đảo bao giờ chưa? Hòn đảo lớn trên hồ Chip Tiêu này phải đẩy bằng thuyền, nếu không nó sẽ đâm vào cầu hàng năm. Máy bay British Airways với màn hạ cánh siêu thấp. Xe có động cơ bằng gỗ. Chú cấu lịch sử nhất thế giới. Nóng hồi thổi không kịp, hãy share và subscribe để đón video tiếp theo nha.